Dù chỉ mới nhận lời yêu, song chuyện tình cảm của Vân Vân và Bách đã gặp biến cố lớn. Theo đó, bạn gái cũ ở quê đã lên thành phố và đánh ghen Vân ngay hàng bún riêu của bà Nga. Chuyện này khiến Vân không khỏi thất vọng và dần mất niềm tin ở Bách. Ngay sau biến cố tình cảm giữa Bách và Vân, khán giả lập tức quay xe và tích cực đẩy thuyền cho cặp mây gió Vân Vân Đông Phong. Ngay từ đầu phim, những phân cảnh hài hước oan gia ngõ hẹp giữa Vân và Phong luôn khiến khán giả thích thú. Trong những lúc Vân gặp khó khăn hay buồn phiền, Phong cũng luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cô. Còn nhớ ở phần 1, khi Vân đứng khóc dưới mưa vì nhớ bố, chính Phong là người mang ô đến che cho cô nhân viên của mình. Khung cảnh lãng mạn này cũng chạm đến cảm xúc của khán giả. Sự trưởng thành và từng trải của Phong khiến khán giả tin rằng ông chủ tiệm cà phê sẽ có thể che chở và bảo vệ cho Vân Vân hơn là Bách. Mời các bạn tiếp tục đón xem Thương Ngày Nắng về phần 2 lên sóng VTV3 thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.